chào bạn, hôm nay là ngày thứ ba của mình rồi. Hiện tại thì mình vẫn đang trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Và nếu đi thẳng đường Nguyễn Thị Minh Khai thì có thể ra được quốc lộ 53. Và theo cột mốc này là đây cột mốc km số 64 và sẽ cách thành phố Vĩnh Long là 64 km nữa. Mình sẽ đi thẳng xuống quốc lộ 53 và để tới ao Bà Om và chùa Ưng. Sau đó mình sẽ đi tới thị trấn Vũng Liêm, cách nằm giữa Vĩnh Long và Trà Vinh. Sau khoảng 6 km đi từ trung tâm thành phố Trà Vinh thì mình đã tới được các di tích là ao Bà Om và chùa Ưng cũng như là bảo tàng văn hóa người Khmer cũng nằm ở trong quần thể di tích này. Phía trước mặt đây là ao Bà Om. Xung quanh ao là rất nhiều cây dầu lớn. Xung quanh các kiến trúc của người Khmer thường sẽ là trồng rất nhiều cây dầu và cây thốt nốt. Xung quanh đây cũng như một rừng cây. Khung cảnh xung quanh rất là mát, rất thích hợp để đi dạo. Tuy nhiên thì xung quanh vẫn khá nhiều rác. Hy vọng là vào trong các di tích chùa chiền sẽ không gặp tình trạng này. Đây chính là đường vào chùa Ưng và bảo tàng văn hóa người Khmer. Phía bên tay trái này chính là bảo tàng văn hóa, còn bên tay phải chính là di tích chùa Ưng. Đây chính là cổng vào của chùa Ưng. Đây chính là khuôn viên bên trong nhà chùa Ưng. Trong chùa Ưng này có rất nhiều điện. Đây là điện thứ nhất này.
Thấy là các kiến trúc đây rất khá cổ rồi. Ở phía bên tay trái của chùa thì có một ao nước. Và một vài điện thờ Phật. Thực sự thì mình cũng không am hiểu lắm về các kiến trúc văn hóa của đền chùa của người Khmer. Sau chuyến đi này mình sẽ về và tìm hiểu thêm. Nhưng có thể thấy là đặc trưng chung là một màu vàng và các mái ngói đặc trưng. Thường các cột mái cột của các đền chùa thường có một tượng thần, tượng nữ thần hình có cánh chim. Có lẽ đây là một nữ thần đó trong truyền thuyết của người dân tộc người Khmer. Ao sen phía trước khá đẹp. Có lẽ mùa này không phải là mùa hoa sen, hoa súng nên ở ngoài ao bà om và trong này cũng không có hoa, rất ít. Tuy nhiên thì xung quanh chùa cũng là rừng cây rất là rộng. Và đây là thường là các cây dầu hoặc là cây thốt nốt. Như vậy là xung quanh những điện ở giữa này chính là một ao nước. Ao nước này được đào xung quanh các điện này. Ở phía sau một số sau chỉ là các nhà vệ sinh, các điện chính là nằm trên này và xung quanh được bao quanh các điện chính là các là một hồ nước. Giờ mình sẽ rời trên đường tới Vĩnh Long. Tối nay mình sẽ nghỉ tại Vũng Liêm, một thị trấn nằm giữa Vĩnh Long và Trà Vinh. Phía trước chính là cổng chính để đi vào cụm di tích chùa Ưng và ao Bà Om. Rồi mình sẽ đi ra theo cổng chính và rẽ trái để đi ra quốc lộ 53. Hiện tại thì mình đã ra đến ở quốc lộ 53 rồi. Hướng này hướng đi Vĩnh Long. Hiện tại là trưa và mình vẫn chưa ăn trưa nên mình sẽ vào quán cháo vịt ao vuông để ăn, sau đó mới lên được tiếp. Và ao vuông đây chính là ao Bà Om, vì ao có hình chữ nhật và chiều rộng là 500 và 300 nên còn được gọi là ao vuông. Cháo gỏi luôn nha. Dạ, cháo gỏi ạ. Dạ. Mình đã gọi một tô cháo vịt, cháo quả vịt và một ly nước mía. Một tô cháo và gỏi rất là ngon. Vào trong Nam thì có thể gặp rất nhiều quán cháo gỏi vịt như thế này và gỏi gà nữa. Và có một điểm khác là cháo ở trong Nam thường nấu nguyên hạt và loãng như thế này.
khác với cháo ngoài Bắc. Thường các tô cháo ngoài Bắc thì sẽ nấu đặc hơn và sẽ không còn nguyên hạt như thế này nhé. Các bạn có đến tham quan ao Bảo Om này qua đây ăn? Cháu vô rồi, ao Vuông ạ. Mọi người mà đi tham quan ao Vuông có thể ghé quán cháo vịt của cô. Cháo vịt ao Vuông rất rẻ, một suất có cộng thêm nước mía là 48.000. Giờ mình sẽ tiếp tục lên đường đi Vũng Liêm. Đi quay phim. Chào đi. Hiện tại phía trước chính là con đường này, chính là quốc lộ 53. Và đây có một con lối ngã rẽ. Và đây là, mình không biết là lối này đi đâu, nhưng mà đây tên con đường này gì, nhưng con đường này sẽ dẫn tới về phía hướng về sông Cổ Chiên. Và mục tiêu của mình, tiếp theo của mình sẽ là bến đò Ba Trường. Và mình sẽ trở lại con đường, tuyến đường của mình. Tức là tuyến đường ban đầu của mình, định ra chính là đi men theo dọc sông. Tuy nhiên thì hôm nay mình đã có đến, mình muốn ghé thăm hai địa điểm, các địa điểm là chùa Ưng và ao Bà Om. Là những chùa, là chùa của người Khmer, và văn hóa Khmer cũng chính là một phần trong một phần của miền Tây Nam Bộ. Cho do đó mình muốn tới các địa điểm này, và các địa điểm này thì cách khá xa, là tuyến đường mình là đi dọc ven sông Mekong. Do đó hiện tại mình sẽ phải quay trở lại tuyến đường cũ của mình, đi men theo sông, và mình sẽ đi theo các con đường nhỏ men sông để tới được thị trấn Vũng Liêm. Theo địa chỉ ghi trên các ngôi nhà thì là đây là xã, đây là ấp Cổ Tháp, xã Nguyệt Hóa. Và trên đường đi thì mình thấy thì hầu hết các hộ dân ở đây là đồng bào người Khmer. Con đường phía trước còn khoảng 8 cây để tới bến đò Ba Trường. Tại ngã tư này thì con đường này là dẫn về thành phố Trà Vinh. Còn hướng bên này là dẫn ra bến đò Ba Trường. Thì ở đây có thể thấy là hiện tại đang xây một con cầu. Xây một cầu đi bắc ngang qua con lạch nhỏ mà vừa mình thấy. Hiện tại thì để qua bên bờ bên kia thì phải sử dụng phà. Do nay mình xuất phát muộn và lại đi ra thăm các địa điểm như chùa Ưng và ao Bà Om, nên hiện tại đã là muộn rồi. Nên mình khó có thể đi tới Vũng Liêm kịp. Sau đó mình sẽ tới bến đò và hỏi xem có ghe hay cano để đi tới gần Vũng Liêm. Đây là nhà chợ Ba Trường và bến đò Ba Trường. Đấy, có thể thấy là con cầu đang chuẩn bị xây rồi. Sau khi xây xong con cầu này thì việc đi lại hai bên bờ sẽ dễ dàng hơn. Hiện tại thì vẫn đang sử dụng là ghe. Và đây cũng có một số người. Mọi người đang đợi phà để đi qua bên kia. Thuê ghe không? Thuê ghe hả?
thuê ghe để chạy, em chạy buôn chạy ra ngoài sông, dọc sông đi lên. Còn ghe đâu có ghe đâu. Mình sẽ lên phà qua bên kia sông. Lên phà mình sẽ hỏi xem có ghe đi. Cho thuê ghe không phải gì nhỉ? Dạ. Thuê ghe. Thuê ghe đi đâu? À, đi ra ngoài sông á, ra ngoài sông lớn, sông Cổ Chiên ấy. Quá. Hết tiền đi. Là không có ai chạy ghe ở đây cả. Mình sẽ tiếp tục đi bộ dọc lên trên. Và đến khi nào trời tối thì sẽ tìm chỗ trọ vậy. Chưa trên được con sông láng thẻ. Đây là một dòng sông nha. Nhỏ. Chảy từ xuất phát từ sông Cổ Chiên chảy, sông Cổ Chiên chảy sâu, chảy vào trong, chảy vào phía trong địa phận tỉnh Trà Vinh thôi. Tuy nhiên là nhìn nó vẫn rất là lớn. Hiện tại thì mình rất muốn thuê một chiếc ghe nhỏ để có thể chạy dọc trên sông. Tuy nhiên thì ở đây rất khác so với Cần Thơ. Tại Cần Thơ có thể dễ dàng thuê ghe, các ghe nhỏ để chạy đi qua các cồn hoặc là đi chợ nổi Cái Răng. Vì Cần Thơ rất phổ biến về du lịch. Còn tại Trà Vinh thì rất là khó để có thể tìm thuê ghe. Vì hiện tại là có rất nhiều con đường nhựa như thế này rồi. Là không có ai sử dụng ghe nữa. Hết là những thuyền và xà lan lớn để chở hàng thôi. Và như bạn thấy là vừa rồi thì qua sông Láng Thể thì cũng đã có xây một con nhiều con cầu bắc qua sông rồi. Sau khi các cây cầu hoàn thành thì những chiếc phà qua lại giữa hai bên bờ sông cũng không còn cần nữa. Mình đã đi theo được một đoạn nữa. Và giờ còn cách cầu Cổ Chiên luôn khoảng 2 cây. Đi ghe rồi nhưng mà bây giờ không có ai chạy ghe nữa rồi. Bây giờ dọc ghe thì dân trong thì cái miếng khúc trong nó đắp ghe xong hết rồi. Đi được bao nhiêu? Chắc cho em xuống đây đúng không? Tại vì em đây rồi, em ngay đây rồi. Rồi xuống đây. Là cảm ơn anh nhé. Đây qua cầu đúng không? Anh qua đây đúng không? Đúng rồi. Là cảm ơn anh nhiều. À, em ra đây rồi. Cảm ơn anh nhá. Hôm nay gặp anh trên đường. Anh ấy phải chạy về thành phố nên mình quá ra anh một đoạn. Và đã đến được quốc lộ 60 cũng ngay gần đây. Giờ mình sẽ qua đây và tìm nhà nghỉ. Thì thực sự bây giờ trời rất là tối rồi. Bây giờ đã là gần 6 giờ tối rồi. Anh tìm nhà nghỉ. Ở gần đây có nhà nghỉ không ta? Đấy, không có nhà nghỉ thì sao? Có nhà nghỉ trong cây xăng đây kia. Cảm ơn. Phía trước mặt chính là cầu Cổ Chiên. Và trạm thu phí cầu Cổ Chiên.
cầu ở trên chính là cầu nối giữa hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre. Đi qua cầu sẽ là tới Bến Tre. Và đây là quốc lộ 60. Như vậy là nhà nghỉ ở hướng này. Tuy nhiên nhà nghỉ cách những 3 cây số nữa. Mà đường tới Vũng Liêm lại là và Vĩnh Long lại đi đường này, sẽ mình muốn đi theo con đường này. Đi theo con đường này cũng có thể tới được quốc lộ 353. Quốc lộ 60 sẽ cắt quốc lộ 53. Và cũng tới Vĩnh Long. Tuy nhiên mình muốn đi cập sau bên mé bờ sông. Và cô bé quán bán quán ở kia gợi ý mình là bên này có quán cà phê võng bán suốt đêm. Mình sẽ ngủ ở đây. Ây chua. Tối nay mình sẽ ngủ ở đây. Mai sẽ tiếp tục lên đường. Cà phê võng quốc lộ 60 gần trạm thu phí cầu Cổ Chiên. Con này bán thông đêm. Thế là mình sẽ ngủ tạm ở đây và mai mình sẽ lên đường sớm để tới Vĩnh Long. Từ đây tới Vĩnh Long còn khá là xa. Từ đây tới Vĩnh Long phải đến 60 cây nữa. Như vậy khả năng ngày mai sẽ phải... Ngày mai muốn tới Vĩnh Long kịp chỉ có cách là đi ghe. Mình đã mượn được cô chủ quán một ít xốp phèo. Chai xốp phèo mình sẽ dùng bô ngay bây giờ. Wow, nhiều quá. Không có xốp phèo thì tối nay tha hồ mà ngủ với mũi. Nhất là chân nữ quần này mũi hết lần. Giờ mình sẽ đi ngủ sớm để mai lên đường thương.